Nếu các bạn khảo sát các chị em phụ nữ rằng đâu là brand nước hoa phổ biến và được họ yêu thích nhất thì chắc chắn cái tên đứng số 1 sẽ là Narciso Rodriguez. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn không chỉ một, không chỉ hai mà tới 4 chai thuộc dòng Narciso Rodriguez For Her để các bạn có được những khái niệm cơ bản cũng như là chọn cho mình được mùi hương phù hợp với bản thân nhất. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Let's go! Việt Dũng xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mèo Con Say Sữa. Còn nếu các bạn chưa biết thì mình làm về nước hoa, fashion, hairstyle và những thứ liên quan đến đời sống. Đầu tiên thì mình muốn giới thiệu đến các bạn chai Narciso Rodriguez For Her bản EDP có màu hồng nhạt. Còn nếu các bạn chưa biết thì đây chính là dòng nước hoa nữ bán chạy nhất tại Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng xem nó có gì đặc biệt nhé. Nào hồng nhạt khởi đầu với những mùi hương rất là dễ nhận biết, đó là hoa hồng và quả đào. Ở giữa là nốt hương signature của nhà Narciso, đó là sạn hương và kết thúc bằng hồng phách, hoắc hương và gỗ đàn hương. Và khi mà mình xịt na hồng ra tay ấy, thì ngay lập tức mình đã hiểu tại sao em nó lại hot đến như vậy. Mùi cực kỳ bánh bèo, cực kỳ nữ tính, đúng gu của mình luôn. Na hồng nhạt mình nghĩ rằng sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo đối với những bạn nữ có phong cách mỏng manh, dịu dàng và trẻ trung như là một cô nàng tiểu thư mới lớn vậy. Vì thế em nó sẽ rất là phù hợp với những bạn nữ nào ở độ tuổi từ tầm cuối cấp 3, 16, 17 cho đến tầm 25 tuổi. Chai na hồng nhạt này có khả năng lưu mùi cũng khá là tốt, tầm 6-7 tiếng. Và mình nghĩ rằng cái mùi hương này sẽ rất là phù hợp cho những thời tiết hơi lạnh lạnh một chút như là mùa thu đông. Và nếu bạn nào chưa biết thì đây cũng là mùi hương signature của một YouTuber có tên là Trinh Phạm. Tiếp theo thì mình muốn giới thiệu với các bạn người chị của na hồng. Đó là phiên bản Narciso Rodriguez For Her EDT, hay còn gọi là Na Đen. Na Đen thì lần đầu tiên được ra mắt thị trường vào năm 2003. Và đây cũng là chai nước hoa For Her có tuổi đời lâu nhất của hãng. Và em nó thì mặc dù đã ra mắt từ năm 2003 nhưng mà vẫn rất là hợp thời và chưa có dấu hiệu bị lỗi mốt đâu. Na Đen thì có những nốt hương chính, đó là hoa mộc tê và hoa cam châu Phi mở đầu vô cùng nhẹ nhàng. Nốt hương giữa là xạ hương và hổ phách quyến rũ và kết thúc bằng vani ngọt ngào và quý phái. Khi mà mới ngửi cái mùi hương này thì mình có liên tưởng đến một nữ doanh nhân thành đạt hiện đại và đã có một chút cái sự từng trải rồi. Và đúng như vậy, Na Đen được thiết kế nhằm nhắm thẳng vào những chị em ở độ tuổi từ 25 đổ lên, những người phụ nữ đã không còn quá trẻ con, quá ngây thơ như trước nữa mà đã trưởng thành hơn một chút và biết làm chủ cuộc đời hơn rồi. Và mùi hương này nó thật sự là nó toát lên sự sang trọng và quý phái. Về khả năng bám tỏa hương thì Na Đen có hơi kém hơn na hồng nhạt một chút xíu bởi vì đây là phiên bản EDT mà. Nhưng mà cái sự chênh lệch này nó cũng không quá lớn đâu và mình nghĩ rằng nó vẫn rất là đủ để cho một buổi hẹn hò. Vâng, và sau khi mà nghe xong hai chai nước hoa kể trên thì có thể các bạn đang lăn tăn không biết là nên theo cái gu bánh bèo, gu trẻ trung, nữ tính của chai na hồng nhạt hay là cái gu sang trọng quý phái của Na Đen. Thì ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chai nước hoa nó dung hòa được cả hai phong cách kể trên. Đó chính là Na Trắng Pure Musk. Pure Musk là một trong những chai nước hoa mới nhất của hãng và em nó thì chỉ vừa mới được ra mắt vào năm ngoái 2019 thôi. Đây là một mùi hương vừa có được cái sự trẻ trung, dịu dàng và vẫn có được những cái sự cá tính cần thiết. Những nốt hương của Na Trắng thì có vẻ là đơn giản nhất trong số những phiên bản flanker của hãng. Vẫn là tông mùi xạ hương đặc trưng nhưng mà được hòa quyện cùng với gỗ cashmere và các loại hương hoa. Ở đây thì hãng đã không công bố chính thức đấy là loại hoa gì. Nhưng mà theo mình cảm nhận thì có vẻ là giống như là những cái mùi hoa trắng rất là nhẹ nhàng và dễ chịu. Na Trắng sẽ rất là phù hợp với những bạn nữ nào trẻ trung. Tuy nhiên lại không muốn bản thân mình quá yếu đuối, quá bánh bèo mỏng manh mà vẫn muốn có được một chút cái sự năng động, tinh nghịch. Mùi hương này khá là nhẹ nhàng nên là theo mình có thể thoải mái sử dụng vào mùa hè. Cũng như nó khá đa dụng nên là kể cả các bạn đi học, đi làm, đi chơi, đi hẹn hò hay đi bất cứ đâu thì các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào Na Trắng. Thêm một điểm cộng nữa đó là khả năng lưu mùi của Pure Musk theo mình đánh giá là khá tốt, tầm 7-8 tiếng và độ tỏa hương thì cũng không khác biệt quá là nhiều so với những người chị em của nó. Và cái tên cuối cùng trong danh sách này sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn nữ nào thích phong cách hơi sexy một chút. Đó chính là Fleur Musk màu hồng đậm. Giống như những sản phẩm khác của hãng thì na hồng đậm có những nốt hương đặc trưng, đó là xạ hương, hoắc hương và hổ phách. Nhưng mà điểm làm nên sự khác biệt của em nó nằm ở sự quyến rũ ngọt ngào đến từ nốt hương hoa hồng và hồng tiêu. Khi mà mới xịt Fleur Musk ra thì các bạn ngay lập tức có thể nhận ra được những cái nốt hương hoa hồng cực kỳ mời gọi. Và đây cũng chính là chai nước hoa quyến rũ nhất trong 4 chai nước hoa mà mình review ngày hôm nay. Mình thấy thì Fleur Musk cũng khá là nữ tính và trẻ trung giống như bản na màu hồng nhạt nhưng lại sexy hơn khá là nhiều. Mùi hương toát lên sự ngọt ngào, sành điệu nhưng vẫn có được những cái sự trẻ trung cần thiết. Và na hồng đậm sẽ rất là thích hợp cho những buổi event hoặc là khi mà các bạn đi ăn tiệc đến những nơi mà các bạn cần thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Sử dụng em này thì các bạn chỉ cần đi ngang qua thôi
thì mọi người cũng sẽ phải ngoái đầu lại để nhìn các bạn đấy. Vâng, và vừa rồi là review chi tiết với 4 chai nước hoa Narcissus Rodriguez For Her. Mình mong rằng qua video này các bạn nữ là có thể nắm được những cái thông tin cơ bản cần thiết nhất để mà lựa chọn cho mình được những chai nước hoa phù hợp. Và nếu thấy video này hay và hữu ích thì hãy đừng quên để lại cho mình một like cũng như là ấn subscribe cho YouTube channel của mình để theo dõi những nội dung vô cùng thú vị nhé. Và cuối cùng thì mình cũng muốn cảm ơn Sen Story vì đã hỗ trợ mình thực hiện video này. Và nếu các bạn đang tìm kiếm một địa điểm để có thể mua nước hoa chính hãng thì hãy tham khảo qua đường link mình sẽ để phía dưới phần mô tả nhé. Và chúng ta chắc chắn rồi sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.